Hiện tại chúng ta đang đi trên đường Nguyễn Cơ Thạch. Đường Nguyễn Cơ Thạch nằm trên trục đường Bắc Nam của khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Con đường Nguyễn Cơ Thạch là trục chính, xuyên tâm, là công trình trọng điểm của khu đô thị mới Thủ Thiêm, có tổng chiều dài hơn 2,5 km, lộ giới gần 45 m, với điểm đầu là cầu Thủ Thiêm 1 và điểm cuối là cầu Thủ Thiêm 4. Đây sẽ là tuyến đường góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của toàn khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nguyễn Cơ Thạch tên khai sinh là Phạm Văn Cương, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1921 tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông tham gia tổ chức Thanh niên Dân Chủ rồi Thanh niên Phản Đế tại Nam Định 1937-1939, bị thực dân Pháp bỏ tù tại Nam Định, Hòa Bình, Sơn La 1940-1945. Năm 1943, trong nhà tù Sơn La, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông lãnh đạo cấp chính quyền tại Nam Định tháng 8 năm 1945. Tháng 9 năm 1945 về công tác tại Bộ Quốc phòng, làm bí thư cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sau đó giữ chức vụ Chánh văn phòng Quân ủy Trung ương, bí thư Đảng ủy các cơ quan Bộ Quốc phòng và Tổng tư lệnh 1947-1949. Sau đó ông chuyển sang công tác chính quyền và đảng vụ, làm phó bí thư rồi quyền bí thư tỉnh ủy kiêm chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Hà Đông tháng 5 năm 1949, tháng 5 năm 1951, ủy viên đảng đoàn và ủy viên ủy ban kháng chiến hành chính liên khu 3, bí thư đảng ủy các cơ quan của liên khu 1949-1954. Hoạt động trong ngành ngoại giao. Từ năm 1954, ông chuyển sang công tác trong ngành ngoại giao và lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Chánh văn phòng Bộ Ngoại giao 1954-1956, Tổng lãnh sự nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Cộng hòa Ấn Độ 1956-1960, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Ủy viên Đảng đoàn Bộ Ngoại giao tháng 8 năm 1960, tháng 5 năm 1979, quyền trưởng đoàn đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại hội nghị GNEVE về Lào 1961-1962, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách công tác đấu tranh chống Mỹ từ 1964. Ông là trợ lý cho cố vấn Lê Đức Thọ trong đàm phán với Mỹ 1972-1973 đưa đến việc ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam. Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước không liên kết tại Peru 1975, đặc phái viên của chính phủ thăm các nước Ả Rập, Tây Âu, Bắc Âu và ASEAN 1976-1980. Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước không liên kết tại Colombo, Sri Lanka, New Delhi, Ấn Độ, Luanda, Angola 1979-1986, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York 1979-1991. Tháng 5 năm 1979, ông làm Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao hàm Bộ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ tháng 1 năm 1980, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tháng 2 năm 1987-1991. Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 12 năm 1976 đến 1991, Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị từ năm 1982. Ủy viên chính thức Bộ Chính trị khóa 6 1986-1991, phụ trách Ban Đối ngoại Trung ương Đảng. Ngày 29 tháng 9 năm 1990, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đã được cử đi thực hiện nhiệm vụ quan trọng là gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ James Baker tại New York, bắt đầu việc đàm phán bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Sau khi thôi chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông tham gia nghiên cứu tổng kết công tác ngoại giao, nghiên cứu kinh tế thế giới và chiến lược đối ngoại tháng 10 năm 1991-1998.
Ông còn là đại biểu Quốc hội khóa 7 1981-1987 và khóa 8 1987-1992. Ông đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Ông mất ngày 10 tháng 4 năm 1998 tại Hà Nội, hưởng thọ